Hôm nay là ngày 3 tháng 4 thì mình giới thiệu cho các bạn cái cây cherry. Sinh ra trái cherry đó, trái cherry nó là cái cây này là cây lùn, nó khoảng 2 mét 2 mét rưỡi là hết rồi. Thì mình phải trồng hai loại thì nó mới ra trái được, trồng hai cây sát nhau. Thì cây này á nó có tên là cái này là màu cái trái nó màu vàng hồng thì nó là Rainier Cherry, một loại cây lùn mà trái vàng. Loại này rất ngon mà cái trái có bán ra thị trường là đắt giá hơn cái loại màu đỏ. Trong vài tuần nữa thì nó sẽ rụng hoa, nó thành trái. Thì trời rất là lạnh, buổi sáng trời còn lạnh tháng 4 mà khoảng 10 độ đó. Cây này cây thứ hai dành đó, trồng hai cây sát nhau để cho nó ra trái. Cây này á là cây này là trái màu đỏ, cũng là loại cây lùn, nhưng mà trái đỏ thì cũng ngọt cũng ngon, nhưng mà nó không có ngon bằng cái trái vàng hồi nãy đó. Thì cũng vài tuần nữa nó bắt đầu đã hay bông rồi thành trái, thì là như vậy là tới mùa hè là mình sẽ có trái cherry cho ăn đó. Thì sáng nay mình giới thiệu với bạn mấy cái cây này nha. Trời hơi lạnh thành ra cũng không có quay được nhiều. Ok. Cây cherry bữa trước mình nói với mấy bạn đó, cách đây 2 ngày, bữa nay mình quay trở lại thì bông nó bắt đầu nở nhiều rồi. Tháng 4 thì mình quay hai cây cherry nó đã nở hết bông rồi đó.